Các bạn hãy xem những sinh viên này gian lận giỏi đến mức nào, hiện tại đang là giờ kiểm tra hóa. Một sinh viên xinh đẹp đột nhiên kêu a một tiếng, tiếng kêu đó đã thu hút sự chú ý của giám thị. Nữ sinh đó nói với thầy giáo, thầy ơi cục tẩy của em rơi rồi, thầy giúp em nhặt được không? Tìm giám thị tê tái, liền cúi xuống nhặt cục tẩy giúp nữ sinh kia. Kết quả cặp chân thon dài mê người kia của nữ sinh đã thu hút được sự chú ý của giám thị. Giám thị nở một nụ cười xấu xa, nước miếng chảy như thác, ngắm nghía cặp chân tuyệt vời của cô gái. Nữ sinh nhân cơ hội này ra ám hiệu với bạn học phía sau, bắt đầu được rồi. Nam sinh này sau khi nhận được chỉ thị thì liền ra ám thị với anh chàng đeo kính cơ bắp. Ngay sau đó nam sinh cơ bắp liền xé áo mình ra, gầm lên như một con hổ bị câm. Cả phía trước và phía sau của anh ấy đều được viết kín đáp án bài thi. Nam sinh cơ bắp chỉ mặc một chiếc quần xịp, dùng lực gồng cơ bắp, rồi cậu ta quay 360 độ để cho các bạn nhìn đáp án. Một buổi thi hóa nghiêm túc cuối cùng lại trở thành sân khấu để nam sinh cơ bắp biểu diễn. Nhưng mà đáp án hơi bị nhiều, nữ sinh vì để kéo dài thời gian nên đã thay đổi tư thế để chân, hấp dẫn ánh mắt của giám thị. Sinh viên trong lớp lại bắt đầu chẳng kiêng dè gì cả, trắng trợn quay đầu lại để chép đáp án, thậm chí còn đứng cả lên để nhìn. Giám thị lúc này không hay biết gì, cứ như vậy tất cả học sinh đều được 100 điểm. Tuy nhiên, thầy giáo ác ma này lại nhìn ra sơ hở trong những bài kiểm tra 100 điểm đó. Ông ấy biết những sinh viên này chắc chắn không thể thi được 100 điểm, nhất định là gian lận rồi. Vậy nên thầy giáo tóc đen trắng này đã thề rằng nhất định phải tìm được chứng cứ gian lận của những sinh viên này. Tiếp theo đây, một trong những cuộc gian lận lớn nhất từ trước đến nay chuẩn bị bắt đầu. Các bạn nhớ cùng ghiền phim xem hết nhé! Kỳ thi thứ 2 chính thức bắt đầu, tổng cộng có 3 giám thị coi thi. Độ khó của cuộc gian lận lần này đã tăng lên 2 bậc. Nhưng nữ sinh viên xinh đẹp này cũng chẳng hề lo lắng. Cô ấy nhân lúc giám thị quay ra chỗ khác thì tháo kính xuống, rồi nhanh chóng tháo cái kính lúp ở tay xuống, sau đó soi lên móng tay giả. Những đáp án chằng chịt trên đó nhanh chóng được phóng to. Mình tạm gọi cô ấy là Tiểu Mỹ nhé. Tiểu Mỹ cười vui sướng rồi nhanh chóng chép đáp án vào bài. Còn chàng trai tóc xoăn phía sau này cũng có cách quay cóp rất sáng tạo. Vậy mà cậu ta lại viết đáp án lên từng lọn tóc của mình. Chỉ cần kéo nhẹ lọn tóc một cái là có thể nhẹ nhàng chép được đáp án. Sau đó buông tay ra, tóc lại trở lại bình thường. Điều luyện đến thần không biết, quỷ không hay. Còn bên này bút chì của cái cậu cơ bắp còn hơn cả mấy pháp bảo trong phim kiếm hiệp. Cậu ta tháo sợi dây trên bút chì rồi rút phần ruột gỗ bên trong ra. Đáp án của bài thi nhanh chóng hiện ra trước mắt nam sinh cơ bắp. Cậu ta nhanh chóng chép đáp án vào bài. Còn chàng trai tóc dài này rất thích dùng cách giả bị thương để gian lận. Đầu tiên cậu ta kéo cái bịt mắt của mình ra, không ngờ trên đó lại được viết chằng chịt đáp án. Sau đó cậu lại vạch áo ra, đáp án trên bài thi lập tức hiện ra trước mắt. Giám thị nhìn chăm chăm cậu ấy rất lâu nhưng cũng không phát hiện ra được gì. Mình thấy giám thị này nên đi đo lại kính rồi đấy, cậu này quay lộ liễu vậy mà đứng nhìn cả buổi trời cũng không bắt được. Còn bên cậu nam sinh áo sơ mi trắng tóc bổ luống này, cậu ta áp dụng khoa học kỹ thuật cao để quay bài. Chỉ cần ấn một cái vào đồng hồ đáp án liền chạy ra. Nhưng chiếc đồng hồ này không thể chứa hết đáp án được, thế là chàng trai tóc bổ luống này đã tẽ hai ngón tay ra rồi nhanh chóng chép đáp án trong tờ phao giữa hai ngón tay. Nhưng mọi người không hề biết rằng ông thầy tóc đen trắng đang đứng ở văn phòng đối diện, dùng một chiếc ống nhòm phóng đại gấp 8 lần tỉ mỉ quan sát tình hình làm bài của các sinh viên. Ống nhòm từ từ lia đến phía Tiểu Mỹ, thầy giáo nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Cậu đẹp trai này nhận ra thầy tóc đen trắng đang quan sát bọn họ thì cực kỳ căng thẳng muốn nhắc nhở Tiểu Mỹ. Mà lúc này Tiểu Mỹ còn đang mải chép đáp án nên chả biết cái mô tê gì cả. Rất nhanh thầy giáo tóc đen trắng kia nhanh chóng đi đến phòng thi. Nam sinh đẹp trai sốt ruột đến nỗi muốn trực tiếp phát ra tiếng luôn. Không ngờ thầy giáo tóc đen trắng trực tiếp đi đến chỗ của nam sinh tóc xoăn, dọa cho nam sinh cơ bắp một phen hú hồn, lập tức nhét phao vào miệng. Tiếc thay cho nam sinh tóc xoăn của chúng ta đã bị phát hiện ra hành vi gian lận. Thầy giáo tóc đen trắng xem cậu ta như tội phạm, yêu cầu cậu ta đứng chụp hình 360 độ không góc chết. Nam sinh tóc xoăn cực kỳ tức giận nói, em quay cóp chứ có phải tội phạm đâu thầy, có cần phải chụp hình thế này không? Thầy giáo tóc đen trắng tức giận nói rằng ở chỗ tôi quay cóp chính là phạm tội, sau đó chàng trai tóc xoăn đã bị đuổi học. Có điều thầy giáo tóc đen này nhìn thì có vẻ tử tế đấy, nhưng thực ra ông ta lại là một người cực kỳ trăng hoa. Ngoài mặt thì luôn tỏ ra là một thầy giáo nghiêm túc, thực chất lại suốt ngày lén lút qua lại với giáo viên nữ. Thậm chí còn nhận hối lộ của doanh nghiệp muốn dỡ bỏ tòa ký túc xá trăm năm tuổi của trường, thay vào đó là một khách sạn trong trường học để kiếm tiền. Tin tức này rất nhanh đã được truyền đến tai sinh viên đẹp trai. Để ngăn chặn việc tháo dỡ ký túc xá, nam sinh đẹp trai và những người bạn cùng phòng đã giao kèo với thầy tóc đen trắng. Nếu những sinh viên ở ký túc xá ai cũng đạt 100 điểm trong kỳ thi cuối kỳ thì không được dỡ ký túc. Thầy tóc đen trắng cũng đồng ý với yêu cầu đó. Bởi vì ông ta muốn nhân cơ hội này một mẻ bắt hết tất cả sinh viên gian lận, sau đó đuổi học họ. Nam sinh đẹp trai này bị ông thầy đoán trúng rồi. Cậu ta đang bàn bạc với các bạn mình về cuộc gian lận lớn nhất trong lịch sử, đảm bảo ai cũng được 100 điểm. Đến hôm thi cuối kỳ, anh tóc dài bó bột toàn thân được nam sinh đẹp trai và những người khác khiêng vào phòng thi. Giám thị không chút nghi ngờ, ngược lại còn bị tinh thần quyết tâm vượt khó của nam sinh tóc dài làm cảm động. Nhưng không ngờ rằng thạch cao này còn chứa một bí mật. Môn thi đầu tiên là giải tích.
có tất cả 3 giám thị, nam sinh đẹp trai quan sát vị trí của giám thị. Sau khi thấy giám thị đã rời khỏi địa điểm gian lận thì lập tức ra ám thị cho nam sinh tóc dài. Anh tóc dài mở cánh cửa trước ngực ra, một chiếc máy ghi hình xuất hiện, chụp lại toàn bộ nội dung đề thi gửi ra ngoài cho trợ giảng. Trợ giảng nhanh chóng giải bài bởi vì anh ấy cũng không muốn ký túc xá bị dỡ, vậy nên đã quyết định gia nhập đội gian lận. Sau đó trợ giảng đã gửi đáp án chuẩn vào tai nghe của những người trong nhóm. Mỗi lần giám thị đến gần họ đều lập tức dùng tay bịt tai lại. Vậy là mọi người đã thuận lợi thông qua môn thi đầu tiên. Môn thi thứ hai là lượng tử học. Trước khi thi, nam sinh tóc bổ luống cho băng ghi hình đáp án chính xác đã được thu trước đó vào đầu đĩa. Tiếp theo môn thi thứ hai chính thức bắt đầu. Cậu tóc dài này đã tháo một miếng thạch cao ở tay ra, lấy ra một cái điều khiển, sau đó mở màn hình TV lên. Trên màn hình chính là đáp án của bài thi, sau đó lại cho điều khiển vào trong thạch cao. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu chép lia lịa nhưng không ngờ lúc này giám thị lại quay người. Thấy sắp bị phát hiện, cậu cơ bắp như gặp phải ma vội vàng gọi anh tóc dài. Nhưng mà do lớp thạch cao quá dày nên cậu tóc dài chả biết gì cả. Thế là cậu cơ bắp đã tháo cái giày thối của mình ra đập mạnh lên đầu của cậu tóc dài. Cậu tóc dài giật mình nhanh chóng cầm điều khiển tắt màn hình đi, cách này xem như bỏ rồi. Nhưng mà họ vẫn còn một phương án khác, tiểu Mỹ thông minh nhìn chằm chằm vào cái bút để làm thành mắt lác. Sau đó nhìn vào chiếc áo hoa lá hẹ của tóc bổ luống, những người khác cũng làm theo, sống chết nhìn vào cái áo của tóc bổ luống, đáp án dần hiện lên. Thì ra họ đã dùng một loại thước nước đặc biệt để viết đáp án lên chiếc áo này. Chỉ cần làm mắt lác để nhìn thì sẽ nhìn được đáp án. Cứ như thế họ đã qua được môn thứ hai, ai cũng được 100 điểm. Môn thi thứ ba là hóa học, giám thị môn này là một tên chập mạch. Trong giờ thi lại đem cờ vây ra tự chơi một mình, cậu đẹp trai nhân cơ hội đó mở cửa sổ ra, tiểu Mỹ gấp đề thi thành một cái máy bay rồi phi ra ngoài. Sau đó thầy trợ giảng này lập tức nhặt đề lên rồi đưa cho những sinh viên không thi viết đáp án lên bóng bay, rồi thả cho bóng bay bay lên cửa sổ. Sau khi bóng bay bay đi, những sinh viên nữ ở tòa đối diện đã xếp thành đáp án bài thi. Vậy nên môn thi thứ 3 mọi người cũng đều đạt 100 điểm, cả 3 môn vừa thi xong ai cũng đạt được 100 điểm. Mà ông thầy tóc đen trắng nào có tin, những học sinh viên này lấy đâu ra bản lĩnh đó. Vậy nên môn thi thứ 4 thầy tóc đen trắng đã thiết kế riêng cho những sinh viên này một cái bẫy. Đầu tiên ông ta để tiểu Mỹ giúp ông ta bỏ tài liệu thi vào máy cắt giấy. Tiểu Mỹ đột nhiên nhận ra những tài liệu này là đề thi của môn thứ 4. Tiểu Mỹ muốn giữ lại nhưng lại bị ông thầy kia nhìn chằm chằm nên đành phải bỏ đề thi vào máy cắt giấy. Nửa đêm tiểu Mỹ đưa mọi người đem hết giấy vụn về ký túc, sau đó bắt đầu tìm kiếm những mảnh giấy của đề thi trong một núi giấy vụn. Mọi người kiểm tra từng mảnh giấy một, sau 24 tiếng chiến đấu cuối cùng bọn họ cũng tìm được tất cả những mảnh đề. Cho mình xàm xí vài câu nhé. Với cái tinh thần kiên trì không như thế này thì mấy người sớm đã thành học bá từ lâu rồi. Mọi người đem những mảnh đề nhỏ ghép lại thành đề thi hoàn chỉnh, ai cũng học thuộc đáp án lầu lầu. Môn thi thứ 4 là cơ hóa học, thầy tóc đen trắng đích thân làm giám thị. Ông ta đã viết đề lên một cái bảng trắng, lúc này cậu đẹp trai lập tức ngơ người, đây không phải là những câu hôm qua bọn họ học. Thì ra thầy tóc đen trắng này đã lợi dụng tiểu Mỹ để lan truyền đề giả khiến bọn họ không thể gian lận được. Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ở tòa nhà đối diện, cậu tóc xoăn bị đuổi học vì gian lận đứng ở cửa sổ giơ một khẩu súng lên, ngắm chuẩn đề thi, sau đó dùng công cụ truyền tin trên khẩu súng gửi hình cho trợ giảng bắt đầu giải đề. Cùng lúc đó, hai giám thị trong phòng thi đột nhiên bị đau bụng nên đã chạy vội ra khỏi phòng thi đi giải quyết. Thì ra trước khi thi, các bạn của cậu đẹp trai nhân lúc các bác nhân viên nhà bếp múc cơm cho giám thị đã lén lút bỏ thuốc sổ vào. Phòng thi lúc này đã bớt căng thẳng hơn vừa nãy, chỉ còn lại hai giám thị thôi. Còn 20 phút nữa là hết thời gian rồi, nhân viên trong căng tin trực tiếp cắt đứt nguồn điện, phòng thi lập tức chìm vào bóng tối. Thầy tóc đen trắng kêu nữ giám thị đi kiểm tra nguồn điện, như vậy là phòng thi chỉ còn lại mỗi ông thầy tóc đen trắng, mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Cậu tóc xoăn đổi địa điểm đến vị trí đối diện phòng thi chuẩn bị truyền đáp án. Cậu tóc xoăn cho thẻ đáp án vào trong súng sau đó bóp cò, một tia sáng màu đỏ phóng chiếu vào người thầy tóc đen trắng và đáp án đã hiện ra. Tiếp đó tóc xoăn đem bài giải chiếu lên tường, mọi người bắt đầu ngẩng đầu lên chép lia lịa. Thầy tóc đen trắng thấy cảnh này thì vô cùng hoang mang, sao mấy đứa này lại viết cái gì ý nhỉ? Ông ta phát hiện mấy sinh viên này đều hướng mắt về phía bức tường, ông ta lập tức quay lại nhìn, kết quả chả nhìn thấy cái gì cả. Thế là ông ta điên cuồng kiểm tra hộp bút, tẩy, bút chì của nhóm cậu đẹp trai, thậm chí cả giày của tiểu Mỹ ông ta cũng không bỏ qua, nhưng cuối cùng chả phát hiện được gì. Thầy tóc đen trắng tức điên, rõ ràng biết sinh viên đang gian lận mà lại không biết chúng gian lận kiểu gì. Vậy thế là cả phòng thi hiên ngang chép đáp án trước mặt thầy tóc đen trắng. Một tiếng chuông vang lên, mọi người cũng vừa hay chép hết bài. Nhưng ông thầy này cũng không có ý định bỏ qua cho nhóm cậu đẹp trai. Ông ta kêu bọn họ ở lại phòng thi, còn tiểu Mỹ thì đi ra trước. Tiếp đó ông ta bắt bọn họ cởi hết quần áo ra, đến cả xịt cũng bắt cởi. Sau đó kiểm tra từng cái một để tìm chứng cứ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì. Thậm chí ông ta còn đập vỡ thạch cao của cậu tóc dài, nhưng cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Ông thầy tóc đen trắng như sắp phát điên. Ông ta gằn giọng cảnh cáo cậu đẹp trai, cho dù tất cả các môn của mấy đứa đều được 100 điểm thì tôi cũng phải dỡ ký túc xá. Cậu đẹp trai nghe xong thì vô cùng tức giận, liền trực tiếp nói lý với thầy giáo.
Lúc này hiệu trưởng đã tới phòng thi, sau đó đưa chủ doanh nghiệp đến trước mặt thầy tóc đen trắng. Thì ra đã có giáo viên khiếu nại việc thầy tóc đen trắng tham ô nhận hối lộ với hiệu trưởng. Ông ta thất bại thảm hại, bị hiệu trưởng đuổi việc ngay tại đó. Ông ta buồn bực chạy đến phòng thí nghiệm hóa học chơi game để phát tiết, không ngờ lại làm rơi lọ hóa chất bên cạnh, phòng thí nghiệm ngay lập tức nổ banh nóc. Tóc đen trắng cùng một chân bị đuổi ra khỏi trường học. Mặc dù tóc đen trắng đã bị đánh bại nhưng việc gian lận của nhóm cậu đẹp trai vẫn bị phát hiện. Lúc giám thị chấm bài phát hiện bọn họ đều sai ở một chỗ giống nhau và đều được 98 điểm. Vậy nên mấy người xui xẻo nhóm cậu đẹp trai đều bị phạt đúp lớp. Đây người ta gọi là giấy không gói được lửa. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Kỹ nghệ quay bài. Câu hỏi kỳ này, khi kiểm tra thi cử các bạn đã từng gian lận chưa? Nếu đã từng thì bình luận số 1, nếu chưa thì bình luận số 2. Các bạn cứ thẳng thắn trả lời nhé. Ở đây không có giáo viên hay phụ huynh của các bạn đâu. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại.